Thưa quý vị và các bạn, bóng đá nói riêng và các môn thể thao khác nói chung không thể thiếu cổ động viên. Trong thành công của bóng đá Thanh Hóa những năm qua, cổ động viên và người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa luôn đóng vai trò quan trọng, trở thành cầu thủ thứ 12 trên sân để giúp cho các cầu thủ thi đấu thăng hoa, mang lại những chiến thắng cho đội nhà. Trong hai mùa giải gần đây, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã thi đấu rất thăng hoa khi có hai lần đoạt cúp quốc gia và một lần giành siêu cúp bóng đá quốc gia. Nếu như ở hai lần đoạt cúp quốc gia, đội bóng xứ Thanh đều bị đánh giá thấp hơn so với những đối thủ giàu tiềm lực tài chính và không thiếu những ngôi sao như Thể Công Viettel và Hà Nội FC. Tuy nhiên, với lợi thế được thi đấu trên sân nhà và đặc biệt có sự trợ giúp rất lớn về tinh thần trên khán đài của hơn 10.000 khán giả, đoàn quân của Veliza Popov đều thi đấu quả cảm và bản lĩnh để mang lại niềm vui chiến thắng cho đội nhà. Không những thế, trong trận tranh siêu cúp quốc gia với Công an Hà Nội hay với Thép Xanh Nam Định mới đây, hàng nghìn cổ động viên Thanh Hóa từ quê nhà đã không quản ngại đường xá xa xôi để đồng hành và tiếp lửa cho đội bóng quê hương. Mặc dù đội bóng mình nghèo về kinh tế, nhưng mà đối với hội cổ động viên chúng tôi lúc nào cũng được hỗ trợ một cách nhiệt tình nhất. Như hôm nay chỉ cần nói là bao nhiêu xe, các anh bố trí được bao nhiêu cổ động viên là câu lạc bộ sẵn sàng hỗ trợ đủ để cho anh em cổ động viên đi theo. Tức là những cái tỉnh phía Bắc, còn tỉnh phía Nam thì là chúng tôi vẫn sắp xếp để đi. Đi xa có vất vả, nhưng mà để đáp lại thắng thua là cái chuyện của cầu thủ. Đấy, thắng thua là việc của bóng đá, nhưng mà các cầu thủ cứ cống hiến hết mình, cống hiến hết mình về đội bóng, chơi hết mình, chơi thật. Có mệt, anh em chúng tôi cũng cứ theo ủng hộ. Bước sang mùa giải mới 2024-2025, do câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa tham gia nhiều giải đấu lớn, đặc biệt là lần đầu tiên đội bóng xứ Thanh góp mặt ở sân chơi cúp C1 Đông Nam Á, nên ban chấp hành hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa không ngừng kết nạp hội viên mới, tạo sự mới mẻ trong cách cổ vũ trên khán đài trong các trận thi đấu. Năm nay thì tôi thấy vì câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa năm được là được tham gia giải quốc tế, đặc biệt là cũng đầu tư tăng cường nhiều cầu thủ ngoại, nên là cổ động viên cũng rất là háo hức để đến sân theo dõi những trận đấu mà Đông Á Thanh Hóa thi đấu. Và đặc biệt là ban chấp hành của cổ động viên đã quy định ấy, là khi các thành viên đã có thẻ và đã được cấp áo miễn phí là áo vàng của câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa, thì khi vào sân, tức là khi vào cổng an ninh ấy, là phải có thẻ và phải mặc áo vàng thì mới được qua cổng an ninh. Những thành công của câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa trong những năm qua đã khẳng định sự gắn kết không thể tách rời giữa đội bóng và khán giả. Mong rằng mỗi cầu thủ trong mỗi bước chạy sẽ luôn nhớ tới sự sát cánh, dõi theo của các cổ động viên để nỗ lực thi đấu xứng đáng hơn với niềm tin yêu của người hâm mộ tỉnh nhà.